trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 62, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 19 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phương Bắc lược nêu ra danh hiệu của năm vị Phật. Vị thứ nhất là Diệm Kiên Phật, Ngài là tiêu biểu gánh vác gia nghiệp của Như Lai, là sứ mạng hoằng pháp lợi sanh. Cái công tác này phải thực hiện như thế nào? Kế tiếp là bốn vị Phật. Trong nghĩa thú của biểu pháp sẽ chỉ dạy cho chúng ta. Tối thắng âm Phật, biểu dĩ âm thanh tác Phật sự, diễn thuyết thử kinh, khuyến giáo niệm Phật, tối thắng âm giả. Đây là hoàn toàn nói theo pháp môn Tịnh Tông. Nếu nói theo nghĩa rộng là giáo thể ở cõi này âm văn thanh tịnh nhất, đó tức là Như Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong cõi thế gian này chúng ta, mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp. Suốt 49 năm, Phật nói ra âm thanh đều là tối thắng âm. Tối thắng âm có thể giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Quý vị nên biết, Ngài khuyên dạy tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, không đọa tam đồ, đời sau vẫn còn có thể tiếp tục hưởng phước báo nhân thiên. Chữ âm này là thắng âm, rất thù thắng. Không như xã hội hiện nay. Trong xã hội hiện nay, quý vị nghĩ xem, mắt bạn nhìn thấy, lỗ tai nghe được là âm thanh gì? Là âm thanh tam đồ. Đích thật là chỉ sợ bạn không đọa tam ác đạo. Âm thanh thuyết pháp của Phật là âm thanh tịnh. Nên gọi là thắng âm, là khuyên người đoạn ác tu thiện, khuyên người không đọa tam đồ. Đó là tối thắng âm. Cái tối thắng âm đó có thể giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, thì gọi là tối thắng âm. Nếu Đại Thừa so với Tịnh Tông thì cái âm của Tịnh Tông là tối thắng âm, đem Đại Thừa hạ thấp xuống. Tại vì sao? Vì Đại Thừa không nhất định trong một đời có thể phá mê khai ngộ, vượt ra khỏi lục đạo luân hồi, thành Phật làm tổ. Đại Thừa không thể làm được chuyện này, còn Tịnh Tông thì có thể làm được. Vì Tịnh Tông dạy cho bạn niệm Phật vãng sanh, bất thối thành Phật,
Cho nên sự thù thắng không gì sánh bằng. Đặc biệt là giảng giải bộ kinh này. Bộ kinh này và kinh Vô Lượng Thọ là thông với nhau. Không những thông với kinh Vô Lượng Thọ, cũng thông với kinh Hoa Nghiêm. Cổ Đại Đức có nói kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà là một bộ kinh. Kinh Hoa Nghiêm là đại bản, kinh Vô Lượng Thọ là trung bản, kinh A Di Đà là tiểu bản. Không sai một tí nào. Kinh A Di Đà là tiểu bản lược thuyết, chỉ là giới thiệu sơ lược. Còn kinh Vô Lượng Thọ thì nói rất tường tận, đem hoàn cảnh trong cực lạc thế giới đều giới thiệu ra hết. Còn kinh Hoa Nghiêm là rộng thuyết, nói rõ một cách cụ thể nhất, tường tận nhất. Cho nên ba bộ kinh này là một bộ kinh. Giảng giải bộ kinh này theo nghĩa rộng mà nói, tức là bộ kinh điển này diễn nói vãng sanh tịnh độ. Hai câu khuyến giáo niệm Phật, tối thắng âm giả. Đây tức là bạn hoằng pháp lợi sanh, thật sự gánh vác gia nghiệp của Như Lai. Gánh vác sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh không thể nghĩ bàn. Vị Phật kế tiếp là nan trở Phật, tiêu biểu cho hoằng hộ chánh pháp, dũng mãnh tinh tấn, không sợ tất cả tà ma ngoại đạo làm chướng ngại. Trở là phá hoại, nan trở tức là rất khó phá hoại. Hoằng hộ tức là hoằng pháp và hộ pháp là một thể. Công đức của hoằng pháp và hộ pháp là tương đồng, thậm chí công đức hộ pháp còn vượt hơn hoằng pháp. Những người hoằng pháp thông thường mà nói không dễ, rất hiếm có. Nhưng hộ pháp lại càng khó hơn. Nếu hộ pháp không có sức lực mạnh mẽ, cho dù những người hoằng pháp có giỏi đi nữa, nếu không có người hộ trì thì họ không có cơ hội hoằng dương Phật pháp. Hay nói cách khác, vị giáo viên này thật là giỏi, có học vấn, có đức hạnh, lại có một phương pháp dạy học rất hay, nhưng không có ai dùng họ, không có trường học mời họ, thật là không có chỗ để dùng. Trường học tức là hộ pháp của họ. Nếu ngày nay bạn đã học thành, bạn thật sự là nhân tài hoằng pháp rất giỏi, nhưng không có đạo tràng nào thỉnh bạn thì bạn không làm gì được. Chủ nhân
của đạo tràng, như trụ trì, đương gia, chấp sự, họ đều là nhân tài hộ pháp. Họ phải hộ trì cho bạn, họ thỉnh bạn đến đạo tràng này giảng kinh thuyết pháp, họ đều có thể chiếu cố bạn rất chu đáo, không để cho bạn bận tâm chích tí nào, để cho bạn chuyên tâm làm công việc giảng kinh hoằng pháp. Tất cả phương tiện sự vụ trong thường trụ họ đều chia nhau để làm. Cho nên hoằng pháp và hộ pháp phải phối hợp chặt chẽ thì Phật pháp mới hưng vượng. Nếu không có hộ pháp, khi bạn ở nơi đó giảng kinh thì trong lòng họ không vui. Vì sao họ không vui? Vì bạn biết giảng kinh, còn họ thì không biết. Tín đồ thường hay nghe bạn giảng kinh, tôn kính bạn, không còn tôn kính họ, thì họ thường ganh ghét, làm chướng ngại, làm khó bạn. Không để cho bạn có cơ hội giảng kinh hoằng pháp, điều này thật là sai lầm. Tại vì sao? Vì họ không có trí huệ, họ không hiểu đạo lý, cũng không biết nhân quả. Những người làm hiệu trưởng không cần giảng kinh thuyết pháp, không cần như giáo viên vào lớp dạy học. Hiệu trưởng không cần. Học sinh nghe vị thầy tốt giảng dạy, khi học sinh đã học thành, người đầu tiên được công đức là ai? Là hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng mời được vị thầy tốt như vậy, thầy giáo là do trường học mời đến. Cái quyền mời thầy giáo là do hiệu trưởng. Nếu trường học giáo dục được tốt thì học sinh thành tựu được nhiều. Công lao không ở tại giáo viên, công lao là của hiệu trưởng. Hiệu trưởng có huệ nhãn mới nhận biết thầy giáo tốt. Có khả năng mời được thầy giáo giỏi. Cho nên công đức hộ pháp còn hơn hoằng pháp. Hoằng pháp là giáo viên, hộ pháp là hiệu trưởng. Hiệu trưởng có quyền mời giáo viên, cũng có quyền giải chức. Ta không cần ông nữa. Hiệu trưởng có quyền làm như vậy. Những người hoằng pháp chỉ có nghe lệnh. Ông mời tôi thì tôi hết lòng dạy. Ông không cần tôi nữa thì tôi ra đi. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Sự thành tựu của đạo tràng là tạo ra nhân tài. Nếu đạo tràng này không có tạo ra nhân tài thì bạn hoàn toàn thất bại. Tạo ra nhân tài như thế nào? Có thể tạo ra nhân tài hay không? Cái then chốt là ở nơi vị trụ trì. Trong thường trụ, cương lĩnh chấp sự, cương lĩnh chấp sự tức là những người có quyền hành trong ngôi đạo tràng này, như là trụ trì, đương gia, thủ tọa, duy na, đây là những người rất có quyền hành trong đạo tràng. Đó là nhờ có họ lãnh đạo. Cho nên sự hưng suy của đạo tràng là do trách nhiệm của họ. Những nhân tài hoằng pháp không có cái trách nhiệm này, vì họ không có quyền.
họ không được làm chủ, họ phải nghe giao phái, nghe lệnh sai khiến. Cho nên những người hoằng pháp là giáo viên, còn những người hộ pháp mới là thật sự có quyền hành. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, đối với những người xuất gia đều bảo họ làm công việc hoằng pháp, còn công việc hộ pháp thì giao cho quốc vương đại thần để cho họ hộ trì Phật pháp, họ xây dựng đạo tràng, lễ thỉnh pháp sư đến giảng kinh thuyết pháp. Nếu bạn giảng được hay thì pháp duyên thù thắng, mỗi năm cũng thỉnh bạn đến giảng kinh thuyết pháp. Cho nên pháp sư nhất định phải tu dưỡng đạo đức và học vấn của mình, lời nói và hành vi đều phải làm tấm gương tốt nhất cho đại chúng xã hội. Tại vì sao? Vì nếu là họ làm không được tốt thì sang năm người ta không thỉnh họ đến. Thậm chí như họ giảng xong bộ kinh này thì người ta không thỉnh họ giảng bộ kinh khác. Cho nên nếu không hết lòng, không cố gắng học thì không được. Cho nên giáo viên cùng với chức viên phải phối hợp chặt chẽ. Có được như vậy thì sẽ không bị kẻ khác phá hoại hoằng hộ chánh pháp, đặc biệt là người hộ pháp rất quan trọng. Người hộ pháp phải ngay thẳng, phải có huệ nhãn. Đặc biệt hiện nay là thời kỳ mạt pháp, con người chẳng phải thánh hiền, ai mà không có lỗi lầm? Những pháp sư không phải là thánh nhân, họ cũng là phàm phu, chắc chắn có lỗi lầm. Những kẻ khác nắm lấy lỗi lầm của họ thì đến công kích, tạo điều sanh sự, hủy bán, làm những áp lực cho những người hộ pháp. Nếu những người hộ pháp không có trí huệ, không có nghị lực thì nghe lời những kẻ nói xấu đối với vị pháp sư giảng kinh, sanh ra hiểu lầm. Thậm chí còn loại trừ pháp sư giảng kinh. Cái chuyện này từ xưa đến nay có rất nhiều, không phải thiểu số. Cho nên hoằng pháp và hộ pháp đều là việc không dễ làm. Nhưng ngày nay lại có một phương cách khác để hoằng pháp và hộ pháp. Là phương cách gì? Đó tức là mạng lưới Internet và dùng vệ tinh truyền bá. Nhưng những người hộ pháp vẫn phải có sức lực mạnh mẽ. Để giữ vững chánh nghĩa, lễ thỉnh chư đại đức pháp sư trưởng giả cư sĩ vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp. Địa điểm không cần lớn, chỉ cần một gian phòng thu hình thì được rồi. Mỗi ngày tại ở nơi đó, trước máy thu hình, nhờ vào những thứ khoa học kỹ thuật thu hình và âm thanh để truyền bá pháp âm khắp trên thế giới. Những chúng sanh nào có duyên, họ vui mừng nghe được, bất luận ở tại nơi nào,
họ cũng có thể nghe thấy được. Bây giờ kỹ thuật truyền bá càng ngày càng tiến bộ. Tôi cũng thường hay nói với các bạn đồng học, cũng có thể khoảng chừng 5 năm sau, 5 năm sau thì các băng tần vô tuyến truyền hình sẽ nhiều hơn hiện nay gấp mấy lần. Mạng lưới Internet cũng có thể thay thế truyền hình vệ tinh. Giá vốn của truyền hình vệ tinh thì cao, còn giá vốn của mạng lưới Internet thì rất thấp. Vả lại rất tiện lợi. Trong tương lai, những chiếc máy truyền hình rất có thể là nhỏ như điện thoại cầm tay của chúng ta vậy. Điện thoại cầm tay có một màn bạc nhỏ, chỉ cần bấm một cái, bất luận là lúc nào hoặc lúc đi du lịch cũng có thể xem được, cũng có thể nghe được. Trước kia chúng ta nói giảng kinh thuyết pháp dùng vệ tinh truyền đến mỗi một nhà. Bạn ở trong nhà mở máy truyền hình thì có thể xem được. Hiện nay khoa học đã tiến bộ, không phải truyền đến nhà của bạn mà là truyền đến trong tay của bạn. Thật là hết sức tiện lợi. Vào thời xưa thì không có ai nghĩ đến chuyện này. Hiện nay dần dần thật sự đã thực hiện được. Giá vốn không cao, hiệu quả thì rất lớn. Cho nên những người phát tâm hoằng pháp phải hết lòng, phải cố gắng, phải học tập trong phòng thu hình, ở trước máy thu hình giảng kinh thuyết pháp. Theo cái phương hướng này đem Phật pháp phục hưng trở lại. Trong tâm của tôi thường mong mỏi mỗi một vị pháp sư giảng kinh đều có một phòng thu hình. Tương lai đưa lên mạng lưới Internet thì bạn có thể truyền bá suốt 24 tiếng đồng hồ. Mỗi một vị pháp sư chuyên học một hai bộ kinh, không nên học quá nhiều. Thính chúng sẽ biết chọn lựa. Họ ưa thích học bộ kinh này thì họ thích nghe bạn giảng giải. Mỗi ngày họ nghe bạn giảng kinh, tiếp nhận lời dạy của bạn. Đó gọi là nan trở Phật. Hoằng pháp và hộ pháp chỉ sợ ma bên ngoài làm chướng ngại. Cổ kim trung ngoại cũng không tránh khỏi điều này. Tự chúng ta trong một đời cũng gặp phải rất nhiều lần. Khi gặp phải chúng ta không tranh. Phải cấp tốc nhường bước. Chúng ta cấp tốc nhường bước thì giảm thiểu sự chướng ngại. Phải luôn luôn ghi nhớ, phải thường thường nghĩ đến chư Phật Bồ Tát, vĩnh viễn không bao giờ đối lập với tất cả chúng sanh. Phải luôn luôn ghi nhớ điểm này. Cho nên gọi Bồ Tát là nhân giả, tức là người nhân từ, nhân giả vô địch,
Cái gì gọi là nhân giả? Vì họ không có kẻ địch. Đây mới thật sự là nhân từ. Nếu có một người đối lập, có một quan gia đối đầu, thì bạn không phải là người nhân từ. Người nhân từ vĩnh viễn không có quan gia đối đầu. Nếu lúc quan gia đối đầu tìm đến thì ta tha thứ họ, tuyệt không cùng với họ đối lập, tuyệt đối không có sân hận, tuyệt đối không có báo thù, thì người này là bậc Bồ Tát. Người này là đã giác ngộ. Người không giác ngộ mới có tâm sân hận, mới có ý niệm báo thù. Người giác ngộ nhất định là không có. Cho nên khi cảnh giới hiện tiền, nhìn xem bạn là giác ngộ hay là mê hoặc. Những chuyện nhỏ này trong cuộc sống hàng ngày thường hay sẽ gặp phải. Ở trong những chuyện nhỏ này mà luyện công. Luyện như thế nào? Luyện trong nghịch cảnh, trái tai gai mắt, gặp phải chuyện không vừa ý mà tâm không sân hận, tâm không oán hận, tâm không báo thù. Phải luyện cái công phu này. Cho dù gặp phải nghịch cảnh có lớn đi nữa, trong tâm của bạn vẫn là rất bình tĩnh. Bạn có trí huệ để xử lý, không dùng cảm tình để làm việc, thì bạn sẽ không bị tất cả ma chướng đến làm chướng ngại bạn. Vị thứ tư là nhật sanh Phật. Nhật là mặt trời, là tiêu biểu trí huệ. Cho nên nhật sanh Phật biểu giáo học tương trưởng, tự tha huệ nhật lệ thiên, chánh pháp cửu trụ, phước lợi nhân thiên. Tức là giảng kinh giáo học phải hết lòng học tập. Học tập nhất định phải biết phương pháp. Trưởng bối chỉ dạy cho chúng ta như thế nào. Khi chúng ta học thành rồi thì phải dạy cho người khác như thế nào, đời đời tương truyền. Khiến cho chánh pháp trụ lâu dài. Từ xưa đến nay, xưa kia thầy Lý chỉ dạy chúng tôi, thường hay khích lệ chúng tôi. Những người mới học phát tâm giảng kinh rất nhiều, đến sau cùng e rằng chỉ có một hai người. Hai ba người được thành tựu. Là nguyên nhân gì? Vì là thối chuyển, tâm đã thụt lùi. Khi gặp phải khó khăn không thể đột phá. Khi gặp phải khó khăn, cái nhân tố thông thường là gì? Là tâm háo thắng khẩn thiết, cầu háo thắng khẩn thiết. Đây là nhân tố đầu tiên thất bại của học kinh giáo. Mười người thất bại, hết chín người đều là thất bại ở chỗ này. Vì họ cầu háo thắng khẩn thiết, hy vọng giảng kinh giỏi hơn người khác. Cho nên thầy Lý chỉ dạy chúng tôi, từ xưa đến nay những người có được thành công đều là từng bước thiết thực vững vàng, tuân theo lời dạy của cổ nhân, những lời vàng ngọc.
chỉ cầu không sai, không cầu có công. Nếu bạn có thể tuân theo hai câu này thì sẽ được thành công. Cho nên chỉ cần lên đài giảng, giảng được không sai, không cầu giảng hay, cũng không cầu có công. Phải thường thường phản tỉnh, luôn luôn sửa sai. Nếu muốn giảng được giỏi, phải mất thời gian 10 năm, 20 năm, thời gian dài như vậy, mỗi ngày sửa sai. Mỗi ngày phải phản tỉnh, sự tu học của bạn phải mất thời gian 10 năm đến 20 năm, dĩ nhiên là bạn sẽ giảng được hay. Không phải chỉ mất thời gian ngắn, mấy tháng thì giảng được hay, hoặc 1-2 năm thì giảng được hay, không có cái chuyện như vậy. Thời xưa các tổ sư đại đức, các ngài đều thông tông thông giáo, có vị nào không phải trường thời huân tu mà được thành công đâu. Cho dù là thiên tài, vừa nghe thì ngộ liền, như đại sư Huệ Năng Lục Tổ của Thiền Tông, ngài 24 tuổi thì khai ngộ. Ngũ Tổ đem y bát truyền cho ngài là bởi vì tuổi tác của ngài còn quá trẻ, nên ngài phải ẩn náu trong nhóm người thợ săn hết 15 năm. Lúc đó ngài cũng gần 40 tuổi mới xuất hiện. Năm 24 tuổi được truyền y bát, ẩn náu trong nhóm người thợ săn hết 15 năm. Quý vị hãy nghĩ xem, 40 tuổi mới xuất hiện. Cho dù là thiên tài cũng không thể lập tức xuất hiện, mà muốn hoằng pháp lợi sanh, điều này không thể được. Cho nên phải có nghị lực vững vàng và tâm nhẫn nại. Đó là bí quyết của thành công. Là sự thành tựu càng lớn thì càng phải có tâm nhẫn nại. Nếu người không có tâm nhẫn nại, đừng nói chi pháp xuất thế gian, cũng không thể thành tựu pháp thế gian. Cho nên trong Kinh Kim Cang có nói, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Bạn phải có tâm nhẫn nại, tuân theo quy củ của thầy dạy. Thầy dạy bạn làm như thế nào thì bạn phải thành thật mà tuân theo. Tôi ở Đài Trung thân cận thầy Lý, tôi học kinh giáo, đích thật là học mau hơn những vị đồng học khác. Tôi có khả năng lý giải và có khả năng sức trí nhớ, nhưng thầy Lý vẫn phải hạn chế tôi. 40 tuổi về sau mới có thể đi ra giảng kinh, 40 tuổi về trước phải ở nhà luyện tập giảng kinh, không nên đi ra ngoài. Nếu bên ngoài có người thỉnh cũng không nên đi. Tôi tuân theo quy củ của ngài dạy 10 năm. Nếu tôi cũng như những người khác cầu háo thắng khẩn thiết, không tuân theo quy củ của thầy dạy, có lẽ tôi sớm đã bị đào thải rồi. Muốn thành tựu pháp thế gian và xuất thế gian, tục ngữ thường nói, chỉ có người thật thà, người nào tuân theo quy củ thì người đó sẽ thành tựu. Còn người không thật thà
không giữ quy củ, mỗi ngày suy nghĩ lung tung thì mạng sống của họ không dài. Không những gặp phải người ganh ghét, cũng gặp phải quỷ thần ganh ghét. Hay nói cách khác, thần hộ pháp ít, chúng quỷ thần đó đến làm chướng ngại, gây phiền phức cho bạn. Quỷ la sát rất nhiều, chúng đều ở chung quanh bạn, thì bạn làm sao được yên ổn? Cho nên con người không thể có lòng ganh ghét, phải thường hy vọng người khác giỏi hơn chúng ta. Hy vọng người khác giỏi hơn chúng ta thì chúng ta có phước. Giảng kinh thuyết pháp và hoằng hộ chánh pháp đều là tu phước. Ai được hưởng phước là đại chúng được hưởng phước. Mỗi ngày nghe kinh niệm Phật là hưởng phước. Mỗi ngày chúng ta thích nghe kinh niệm Phật, không cần biết chuyện gì cả, thì cuộc sống của bạn thật là tự tại. Nhưng tôi thì không có cái phước báo này, không có ai giảng cho tôi nghe. Nếu ngày nay có người mỗi ngày giảng kinh cho tôi nghe, thì tôi mỗi ngày lễ bái họ, mỗi ngày cảm ơn họ, là thật đấy, không giả đâu. Tôi phải cảm ơn pháp cúng dường của họ, cảm ơn tài cúng dường của hộ pháp đại đức, cảm ơn pháp cúng dường của hoằng pháp đại đức. Tôi phải lấy thành quả tu hành của mình để đền đáp. Vị Phật sau cùng là Võng Minh Phật, biểu độ sanh hoằng nguyện phương pháp, dĩ vô lượng pháp môn, như cương mục cứu độ chúng sanh. Muốn hoằng hộ chánh pháp phải có hoằng nguyện như vậy. Nếu có tâm lượng như vậy, nếu có chí lớn như vậy, thì Phật pháp sẽ hưng khởi. Một ngôi đạo tràng giảng kinh thuyết pháp không phải chỉ có một vị pháp sư. Hiện tại chúng ta đã xây dựng 10 gian phòng học, chúng ta hy vọng có 10 vị pháp sư. Chúng ta hy vọng có 10 môn học hoặc 20 môn học. Nhưng học sinh, mỗi vị học sinh không thể cũng học hết tất cả môn học, điều này thì không được. Học sinh chỉ học nhiều nhất là 2 môn. Cách học này là xưa kia chúng tôi ở Đài Trung do thầy Lý dạy chúng tôi như vậy. Cùng một lúc chỉ có thể học 2 môn, tuyệt đối không thể học 3 môn. Ngài nói nếu bạn học 3 môn thì sẽ không thành tựu. Làm thế nào mới là tốt nhất? Học một môn thì tốt nhất, bạn sẽ rất mau sẽ được thành tựu. Theo một vị thầy học một bộ kinh, phải học xong bộ kinh này gọi là tốt nghiệp, thì bạn mới có thể học bộ kinh thứ hai. Cái gì gọi là tốt nghiệp? Nhất định phải được thầy của bạn chấp nhận thì bạn đã tốt nghiệp. Trước kia chúng tôi Đài Trung, tuy thầy Lý không có hạn chế chúng tôi, nhưng chúng tôi tự hạn chế mình. Tức là sau khi học xong một bộ kinh
tự mình nhất định phải lên đài giảng 10 lần. Thầy chỉ dạy cho chúng ta 1 lần. Lần thứ 2 chúng ta là học trò phải giảng lại cho thầy nghe. Thầy sẽ giúp chúng ta cải chính. Giảng lần thứ 3, lần thứ 4, mãi cho đến lần thứ 10 thì thầy ở dưới đài nghe giảng, học trò ở trên đài. Giảng xong 10 lần, nếu thầy chấp nhận cho bạn, tức là môn học này bạn đã tốt nghiệp. Ngày nay chúng ta chọn lấy pháp môn, chọn lấy phương pháp giáo học, tức là dùng cái phương pháp này. Mỗi ngày thầy nghe, mỗi ngày giúp cho bạn cải chính, mỗi ngày đến giúp cho bạn giải đáp vấn đề, giúp cho bạn nâng cao cảnh giới. Bộ kinh này bạn đã giảng hết 10 lần. Lại xem đức hạnh của bạn, xem định lực của bạn. Nếu bạn có định lực thì sẽ không bị lay động bởi danh văn lợi dưỡng bên ngoài, thì bạn mới có thể đi ra giảng kinh. Nếu đi ra ngoài giảng kinh vừa tiếp xúc danh văn lợi dưỡng thì bạn khởi tham sân si mạng, thì lập tức bị đọa lạc, vậy thì hỏng hết. Trong cái tình trạng này thì tuyệt không thể đi ra ngoài giảng kinh. Đạo tràng sẽ bảo vệ bạn. Nếu đi ra ngoài thì không có ai bảo vệ bạn, bạn chịu không nổi sự dụ dỗ bên ngoài thì sẽ đọa lạc. Khi đã đọa lạc, muốn hồi đầu thì rất khó khăn. Võng Minh Phật tức là đạo tràng, nhân tài hoằng pháp nhiều, khoa mục nhiều, cho nên Phật giáo thì giống như một trường đại học vậy. Mỗi một vị hòa thượng thủ tọa và là giáo thọ, giáo thọ đều là sở trường chuyên môn. Họ thâm nhập một môn, bạn muốn học bộ kinh nào thì bạn đi theo vị thầy đó. Vị thầy đó nhất định sẽ hết lòng chỉ dạy cho bạn, giúp cho bạn thành tựu. Gọi là sư tư đạo hợp, giáo học tương trường. Từ hoằng pháp cho đến khi về hưu, thì làm công việc hộ pháp, cũng tức là đảm nhiệm chấp sự trong thường trụ. Vì đại chúng phục vụ. Lúc tôi mới học Phật, tôi có một khái niệm như vậy. 40 tuổi về trước thì học tập hoằng pháp cũng là đang học tập. 40 tuổi đến 60 tuổi, trong 20 năm này phải vì thường trụ phục vụ, đảm nhiệm công việc. 60 tuổi về sau thì về hưu, thì đem những công việc trong thường trụ không làm nữa. Vì sao không làm nữa? Vì phải chuyên môn giảng kinh thuyết pháp.
không còn việc gì để bận tâm. Tự mình hoằng pháp và hộ pháp đã có rất dồi dào kinh nghiệm, biết làm thế nào để đào tạo nhân tài hoằng pháp, làm thế nào để chăm lo nhân tài hoằng pháp và đào tạo nhân tài hộ pháp. Bạn có thực tế kinh nghiệm, nếu người hoằng pháp trong đạo tràng càng nhiều thì chúng ta mở rộng pháp môn cũng càng nhiều. Phương châm của chúng ta nhất định phải tuân theo cổ đại đức dạy, thâm nhập một môn, trường thời huân tu. Một vị thầy chuyên công một môn thời gian ít nhất phải 10 năm. 10 năm chuyên công một môn thì họ sẽ có thành tựu. Không thể học quá nhiều, học quá tạp. Nếu thông được một môn thì tất cả đều thông. Tất cả đều thông rồi vẫn là chuyên hoằng một môn này. Tại vì sao? Vì phải làm tấm gương cho người hậu học. Người hiện nay không biết sự lợi ích của chuyên tu, chúng ta phải làm tấm gương để cho họ xem, khiến cho họ hiểu rõ, khiến cho họ hoan hỷ, thì họ sẽ thành tựu. Lại xem tiếp Hạ Phương, đoạn kinh văn Hạ Phương chúng tôi cũng xin đọc ra. Xá Lợi Phất, Hạ Phương thế giới hữu sư tử Phật, danh văn Phật, danh quang Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đường tính thị xưng tán, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Đến chỗ này là một đoạn. Hạ Phương có danh hiệu của 6 vị Phật, cùng với phần trước khác nhau. Phần trước đều là 5 vị Phật, Hạ Phương có 6 vị Phật. Dĩ nhiên là con số này cũng có ý nghĩa của nó, tuyệt không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là tùy ý. Là biểu giáo hóa đại hạnh phổ độ chúng sanh. Đây tức là nói pháp đại thừa. Dùng 6 vị Phật để làm biểu pháp là tiêu biểu cho đại thừa lục ba la mật. Phần trước phương Bắc là tiêu biểu hóa tha, là bắt đầu. Như những pháp sư học kinh giáo, đại khái là trước 10 năm đến 20 năm đều là trong giai đoạn này. Sau 20 năm mới giảng kinh thuyết pháp, có thể nói lúc đó trí huệ của bạn đã mở mang. Dần dần cũng có thể khế nhập tam muội, bạn có định lực, có trí huệ,
có kinh nghiệm, bạn có thể đem sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh mở rộng. Gọi là giáo hóa đại hạnh, phổ độ chúng sanh, bạn có đủ khả năng ứng phó. Đức hiệu của Phật, vị thứ nhất là Sư Tử Phật. Sư tử là tỷ dụ, tỷ dụ Phật thuyết pháp. Pháp Vương Tử đại biểu Phật hoằng pháp, như Phật không khác. Cho nên những người hoằng pháp không phải là sơ học, là một vị pháp sư hoằng pháp rất thành thục. Tại trong Phật môn chúng ta gọi là thượng tọa. Hoằng pháp được 10 năm, 10 năm là hạ tọa, 20 năm là trung tọa, 30 năm là thượng tọa. Y theo tập tục của chúng ta, tập tục của Phật môn mà nói, cái địa vị này, sáu vị Phật ở hạ phương là đại biểu cho thượng tọa. Thượng tọa tức là sự nghiệp giảng kinh hoằng pháp của bạn đã được 30 năm. Nhưng phải ghi nhớ, 30 năm là mỗi ngày giảng kinh hoằng pháp, như vậy mới được. Nếu một năm giảng một tuần, hoặc hai tuần, hoặc một tháng thì không tính. Đó không phải là giáo viên. Có trường học thầy giáo nào mà một năm chỉ dạy học một tháng hay không, hoặc một tuần hai tuần hay không? Không có trường học như vậy. Giáo viên chánh thức của trường học là mỗi ngày phải vào lớp giảng dạy. Còn giáo sư trong trường đại học, một tuần ít nhất phải giảng dạy một lần, 2 tiếng hoặc là 3 tiếng. Mỗi một tuần không thể gián đoạn. Đó là trong trường đại học. Còn trong Phật Pháp thì không phải như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm tấm gương cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày giảng kinh, giảng suốt 49 năm không gián đoạn. Mỗi ngày giảng, mỗi năm giảng không gián đoạn. Giảng được 30 năm mới thật sự gọi là thượng tọa. Tuyệt đối không phải giảng một ngày rồi nghỉ 10 ngày, cái đó thì không tính. Ba mươi năm về trước là tiêu biểu năm vị Phật ở phương Bắc. 30 năm về sau là tiêu biểu sáu vị Phật ở hạ phương, gọi là giáo hóa đại hạnh phổ độ chúng sanh. Đức hạnh của bạn, trí huệ, học vấn, kinh nghiệm, khéo léo giáo hóa chúng sanh đều đã thành thục. Ngay lúc này có thể nói là pháp viên thù thắng, làm sư tử hống. Sư tử hống là thay Phật thuyết pháp. Pháp Vương Tử thay Phật thuyết pháp. Bạn giảng kinh thuyết pháp như Phật không khác. Bạn không bao giờ giảng sai. Bất luận là bạn nói sâu, nói cạn, nói dài, nói ngắn, nhất định là khế cơ, khế lý,
Trên khế với cái lý của chư Phật đã chứng, dưới khế với cái cơ của chúng sanh được độ. Đó là bổn phận của Phật, bạn cũng học biết rồi. Bạn hãy nghĩ xem, tự hành quá tha thời gian lâu dài mới được thành tựu, không phải là háo cường háo thắng thời gian ngắn mà có thể thành tựu, không có cái đạo lý này. Cho nên điểm này bạn nhất định phải cảm kích những người hộ pháp. Sở dĩ tôi cảm kích bà Hàn quán trưởng vì bà đã giúp tôi 30 năm. Trong 30 năm bà hộ trì tôi để cho tôi có cơ hội mỗi ngày lên đài giảng kinh, mỗi ngày cũng có cơ hội lên giảng đài. Đây mới thật sự gọi là hộ pháp. Chúng tôi cảm kích từ đáy lòng, chúng tôi mới có được thành tựu như vậy. Nếu không có mỗi ngày lên giảng đài trong suốt 30 năm thì có lẽ tôi không có thành tựu. Theo như thông thường mà nói, suốt 30 năm giảng kinh tức là đã đưa tôi lên đến bậc thượng tọa. Tuy bà đã ra đi, nhưng chúng tôi vĩnh viễn tưởng nhớ bà, trong lòng vĩnh viễn nhớ đến báo ân. Dùng cái gì để báo ân? Dùng thành tích của chúng tôi để báo ân. Ngoại trừ điều này ra, không có cái gì có thể báo ân. Bây giờ thời gian đã đến.